Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày nhiêu nhỉ? 12 tháng 4 năm 2024 ạ. Thì hôm nay bên cơ sở làm gì nhà em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt là những cây lan sơn thủy tiên, hàng họng nâu đen nâu đỏ, những cây đùi gà đang nụ và những cây dáng hương đuôi cáo, hàng lá xếp hoa phân nhánh rất là tuyệt vời. Rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp đang nụ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ siêu hùng có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng thảo đơn cam ạ. Hoàng thảo đơn cam thì thực sự là cái mùa bây giờ thì hàng mới bắt đầu là săn được những cây lan đơn cam. Mang hình dáng cái lưỡi, mang hình dáng vi mạch rất là độc đáo với sắc hoa cam lửa rực rỡ. Thời điểm bây giờ cây đang lên mầm gốc và là cái mùa đang ghép rất là đẹp của dòng lan hoàng thảo đơn cam. Và cái dòng lan hoàng thảo đơn cam này em xin phép được bán với giá sẽ là 680.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Thời điểm rất là đẹp trong năm để cô chú anh chị mình có thể ghép những cây đơn cam với những cái bông hoa sắc hoa đỏ thắm rực rỡ, màu cam lửa rực rỡ, lưới mang hình dáng chiếc vi mạch rất là độc đáo luôn. Đó. Và em sẽ bán ngay từ 0,1 kg, tức là với 68.000 để cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cây lan hoàng thảo đơn cam cho sân vườn của nhà mình cô chú anh chị nhé. Đấy, với 0,1 kg là cô chú anh chị mình có đủ một cái giò rất là đẹp luôn rồi. Một cái giò rất là đẹp luôn rồi để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm rồi đấy ạ. Đã, cô chú anh chị mình cùng nhìn cho em, với 0,1 kg cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái lượng đơn cam tầm như thế này cô chú anh chị nhé. Tức là thoải mái cô chú anh chị mình ghép được một cái giò đơn cam rất là đẹp. Mà hàng đơn cam này khi mà người ta thuần thì cực kỳ là đắt đỏ đúng không ạ? Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan cái hoàng thảo trúc ngọc, hoa vô cùng là thơm luôn ấy cô chú anh chị. Cái dòng này cực kỳ là thơm. Thơm điếc mũi luôn ạ. Cái dòng lan hoàng thảo trúc ngọc này với những cái bông hoa trắng như là ngọc rất là xinh đẹp, cũng rất là xinh đẹp luôn, hoa sai bông tự nhiên cô chú anh chị nhé. Hiện tại cây trúc ngọc cũng đang lên mầm gốc cô chú anh chị ạ, đang mùa hoa và cũng đang lên rất là nhiều những mầm gốc ở đây. Em đang để giá trúc ngọc với giá là 170.000 trong kg, em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi. Và hôm nay em về một cái lô hài vệ nữ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cái dòng lan hài mà cũng đang mùa nụ mùa hoa rất là tươi và rất là đẹp như thế này, những bông hoa hài vệ nữ mà hình dáng chiếc hài mà hoa to đùng luôn đấy cô chú anh chị. Đây là những cái bông hoa mà nó đang nở và không được lột tả hết cái vẻ đẹp của nó. Vệ nữ với giá chỉ có 80.000 trong 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan bạch ngọc, cái dòng lan kiếm bích thủy hay còn gọi là kiếm hồng hoàng. Và cái dòng lan kiếm bích thủy này thì đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi cô chú anh chị ạ. Hiện tại đang lên mầm gốc này và cũng đang bắt đầu là có những cái mầm hoa bắt đầu trồi lên nhé cô chú anh chị nhé, chuẩn bị nhú nụ hoa đó. Và cái dòng lan kiếm bích thủy hay còn gọi là kiếm hồng hoàng này xin phép em bán có 80.000 trong 1 kg thôi. Hoa có thể sắc hoa đỏ tươi, cũng có thể đỏ nâu hoặc là thậm chí có thể màu hồng và màu xanh cốm cô chú anh chị nhé. Đấy, rất là đa màu sắc đẹp. Với giá chỉ có 80.000 trong 1 kg thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng lan bạch ngọc đuôi công ạ. Trong những dòng lan địa lan mà đẹp nhất trong tất cả những cái dòng địa lan mà nó hoa nở vào thời điểm Tết và bông hoa to rất là thơm. Bình thường giá không dưới 300 thì hiện tại em đang để giá có 170.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Nửa kg có vài chục nghìn, cô chú anh chị có một cái giò lan bạch ngọc đuôi công để mà sưu tầm rồi cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em ạ. Cô chú anh chị chọn hàng theo hình ở đây cho em. Em đang có những cái hình bạch ngọc đuôi công rất là đẹp ở đây ạ. Hình này em gọi là cái hình số, em xin phép đi từ những hình đầu tiên trở đi này, bạch ngọc đuôi công. Đấy ạ, cái hình này thì cực kỳ là đẹp luôn. Mùa hoa vừa rồi cho rất là nhiều những cái vòi bông, đấy ạ, quả của nó này. Tiếc là bây giờ đã tàn hoa rồi, hình này gọi là hình 54. Một cái dề cực kỳ là đẹp như vậy với giá chỉ có 290.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là hình số 55 này. Hình 55, cái hình này với giá em đang bán là 100... À đâu, hình 55 này
với giá là 100.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 56 nhá, hình số 56. Hình số 56 này một cái dề rất là to, xanh mướt và đẹp như thế này. Cô chú anh chị này, lên dò cái hàng này thì đúng như hàng nguyên bản luôn. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 220.000 cho dề này nhá. 220.000 thôi ạ. Là à đâu, hình này em xin phép được bán với giá là 230.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 57. Hình số 57 này cũng với giá em bán là 110.000 này, với dề cực kỳ là đẹp. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 58 này. Hình số 58 cũng với giá 110.000 và hình 59 ạ. Nguyên một dề khủng như thế này. Đó, một cái dề này thì cô chú anh chị về chỉ việc đặt vào chậu đi và đến mùa là chở hoa đẹp thôi nhá. Cái dề rất là to như vậy. Em đang bán cái dề này với giá là 280.000 cho cái dề này, 280.000 cho cái hình 59 nhá. Và tiếp theo bên này đây sẽ là hình số 60. Hình 60 đây ạ. Cũng là một dề rất là xinh đẹp. À, dề 60 này em xin phép được bán với giá là 90.000 này cho dề 60 này. Sang bên này đây thì em đang có những cái cây giáng hương đuôi sắc. Mùa này thì cây đuôi sắc nhìn rất là héo, thực sự thì cực kỳ là chán luôn cô chú anh chị ạ. Nhưng mà những cái cây đuôi sắc mùa này thì em phải nói rằng, khẳng định rằng cô chú anh chị nào chơi lan thì biết rồi, không có mùa nào ghép đuôi sắc đẹp hơn cái mùa bây giờ đâu ạ. Cây héo nhưng cô chú anh chị đang là cái mùa mà cây sẽ bắt đầu bắn rễ non mới cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị trồng thì cây sẽ hồi lại rất là nhanh. Thay vì là cô chú anh chị chọn những cây lan lên xanh mướt và khi mà trồng ấy có thể là nó héo rũ héo rượi và nó chết đi, thì cô chú anh chị có thể lấy cho em những cây lan héo như thế này về mình trồng dễ dàng thuần được cô chú anh chị nhé. Là những cây đuôi sắc đang mùa ghép rất là đẹp luôn, mà mua lợi cân cực kỳ ạ. Em đang để giá ở đây với giá chỉ có 100.000 trong 1 kg mà em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đấy ạ. Sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan ngọc thạch ba màu Bắc ạ. Đang lên mầm xanh mướt như vậy này. Và hàng đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ. Đang đi vào cái mùa nụ. Và riêng ngọc thạch ba màu này chắc chắn rằng cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa rất là trọn vẹn luôn. Cây đang bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ thôi. Em đang để giá 150.000 trong 1 kg. Và sang bên này đây là đùi gà dẹt này cô chú anh chị này. Cái dạ, không phải đùi gà dẹt chứ, đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị ạ. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ, với những bông hoa cực kỳ là sai bông luôn ạ. Như hôm trước em lên một cái giò đùi gà tròn với 3 thân hoa thôi đúng không ạ? Mà cô chú anh chị thấy là nó quá là rực rỡ luôn. Quá là rực rỡ luôn rồi. Đấy, gà tròn này thì em đang cắt tỉa rất là kỹ và rất là đẹp rồi. Màu sắc hoa của nó, mặt hoa gà tròn của vùng Cao Bằng đây ạ. Thân thì nhìn như là gà dẹt luôn cô chú anh chị này. Nhưng mà khi mà sổ bông chú anh chị có thể thấy là mắt nhung đen của dòng gà tròn rất là đẹp như vậy. Sai bông cực kỳ luôn đúng không ạ? Đây ạ. Rất là sai bông luôn cô chú anh chị này. Một lô gà rất là đẹp như vậy. Em đang để giá là 180.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng thì bây giờ nó đang có hoa như thế này rồi, nên là để mà chơi hoa thì chắc là không rồi. Nhưng mà cây giống rất là đẹp luôn. 180.000 cho 1 kg, nửa kg cô chú anh chị được giò to ùình luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một giò gà Cao Bằng to ùình luôn. Hoặc ở đây cô chú anh chị mình này, cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em ạ. Ở đây ạ, em đang có một số hình gà mà thậm chí là có cả những cái cây đang có nụ luôn nhá. Đây, em có cái hình em xin phép đi ngược một chút xíu nhá. Hình này gọi là cái hình số 16 ạ. Hình số 16 nhá cô chú anh chị nhá. Đây, cây này đang nụ này, rất là sai nụ luôn như này này cô chú anh chị này. Nhìn là mê luôn. Nói chung là nụ lớn nên là cũng có những cái nụ nó bị gãy hỏng mất rồi. Đó, những cái giò gà như này mà nở hoa trên sàn thì phải nói là cực kỳ là đẹp. Và cái dề gà này xin phép em bán với giá bao nhiêu ạ? Cái dề gà đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Đang nụ. Nhưng mà nụ lớn nên là nụ còn nụ mất. Cái dề gà này xin phép được bán với giá là 140.000 cho dề gà này. 140.000 cho dề gà này. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 15 nhé cô chú anh chị nhé. Đi ngược một chút ạ. Hình 15 cũng là cái dề đang nụ này. Thân mập nụ luôn. Đó, đang nụ to đùng luôn. Đấy, đang nụ to đùng luôn. Như em đã nói rồi, cô chú anh chị muốn thưởng hoa trọn vẹn thì hãy lấy khi mà cây chưa nụ, đúng không ạ? Hoặc chuẩn bị đến mùa nụ thôi. Cái hình này xin phép em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. Cái dề gà rất là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo là cô chú anh chị này, cái dề này thì đang nở hoa rồi. Đó, đang nở hoa rồi, bông hoa to đùng luôn. Đấy, cô chú anh chị nhìn này. Hình này em xin phép được bán với giá sẽ là 150.000 cho cái hình gà này nhá. Là hình 14 ạ. Và hình số 15 là chỗ này nguyên hai dề ạ. Hai dề gà này. Xin phép em bán với giá là 130.000 cho hai dề gà này. 130.000 ạ.
Và sang hình tiếp theo ạ, một dề gà nói là siêu nhiều nụ luôn, cô chú anh chị này, rất là nhiều nụ luôn. Mặc dù đã bị rụng khá là nhiều nụ rồi nhưng hiện tại vẫn còn có rất nhiều nụ nhá cô chú anh chị nhá. Cái dề gà siêu vip và đẹp như này, cái dề gà này phải nói là nếu cô chú anh chị sở hữu nó sẽ là một tác phẩm. Cái dề gà này xin phép em được bán với giá là 300.000 nhá cô chú anh chị nhá. 300.000 cho dề gà này. Đó, sẽ là một cái tác phẩm nếu mà nó nở hoa tại vườn cô chú anh chị. Thân nào thân đấy to đùng mập mập mạp luôn cô chú anh chị ạ. 300.000 cho cái dề gà này. Và sang hình tiếp theo ạ, một cái dề gà rất là xinh đẹp luôn. 100 nụ này cô chú anh chị, nụ tím lịm luôn, có những nụ tím lịm luôn mà rất là nhiều nụ nhá. 170.000 cho dề gà này là cái hình số 11 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 10 này, cô chú anh chị này. Hình số 10 cũng là một cái dề gà thân rất là mập và vẫn còn đang nụ. Đó, cô chú anh chị này. Dề số 10 này xin phép em bán với giá là 120.000 ạ, cho dề số 130.000 cho dề số 10 và dề số 9. Dề số số 9 là hai dề cô chú anh chị ạ, một dề đang nở hoa. Dề đang nở hoa bung hoa to đùng luôn. Chuẩn mắt nhung đen của dòng gà tròn. Và một cái dề đang nụ, hai dề này. Hai dề này em xin phép được bán với giá là 130.000. Sang hình tiếp theo ạ. Cái dề mà hai cái dề gà thân rất là dài nuột nà luôn. Hai dề này xin phép bán 160.000 nhé cô chú anh chị. Và sau bên này đây là những cái lô kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Rất là ít hàng thôi cô chú anh chị, muốn mua thì nhanh tay sưu tầm nhé. Hàng đang nụ rất là đẹp luôn. Kiều mỡ gà vùng Cao Bằng quê em không thân không mập mạp như là những vùng miền khác nhưng siêu có võ. Đang bắt đầu trồi nụ ra như này này cô chú anh chị này, một dạo nữa thôi là nụ rất là lớn luôn đấy. Ngay cả cái hàng mà em cắt tỉa em vứt cái thân già đi như thế này này, thân như này em vứt đi mà nó vẫn cứ ra nụ luôn đấy cô chú anh chị. Sai bông. Hàng đang bắt đầu là sưng những mắt nụ. Thậm chí là đã bắt đầu là nhú nụ rồi. Có những cái cây nụ tròn vo ra to đùng như này rồi này. Có những cái thì đang bắt đầu là sưng nụ thôi cô chú anh chị nhá. Nhưng mà nói chung ý là đảm bảo cô chú anh chị rằng là cô chú anh chị có một mùa hoa đẹp nhá. Đây. Cô chú anh chị cùng em lựa chọn nhá. Hình này em gọi là cái hình số 7, em nghi ngược một chút xíu nhá. Hình số 7 ạ. Hình số 7 em xin phép được bán cái lô này với giá là 80.000. 80.000 cho cái lô gà số lô kiều số 7. Lô kiều số 6 này. Lô kiều số 6 em xin phép được bán với giá là 100.000 ạ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Lô này em xin phép được bán với giá 110.000 nhá. Lô số 6 110.000. Và lô số 5 ạ. Lô số 5 này em bán là 80.000, cây bé nhỏ thôi, ngắn thôi nhưng mà cũng siêu có võ luôn. Đây này cô chú anh chị nhìn thấy chưa? Nụ ngay ở đây rồi đây này. Đảm bảo là từng dề ngắn như vậy thôi nhưng mà cũng có nụ có hoa cho luôn cho cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó. Lô này em xin phép được bán 80.000 này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 4 ạ. Hình số 4 lô này cũng em cũng bán là 80.000 luôn cô chú anh chị nhá. Đẹp lắm luôn ạ. Đây này. Bao nhiêu mùa hoa rồi mà năm nay vẫn cứ ra hoa đây này. Đó, thân thì ngắn ngắn như vậy thôi cô chú anh chị. Không phải là dài mập đâu. Đây. Nụ này, đẹp chưa? Cái lô này. Thôi ạ, cái lô này là em gọi là hình số 4 nhỉ. Em xin phép bà em bán 90.000 cho lô này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là lô số 3. Lô số 3 này em bán cái lô này với giá là 120.000 này. Và lô số 2 ạ, cây dài mập. Cô chú anh chị nhá, cây dài mập cái lô này này. Ít thân hơn nhưng mà rất là dài. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 140.000 này. Và lô số 1 ạ. Em có đúng bằng này lô thôi. Lô số 1 này xin phép em bán với giá là 140.000 luôn cô chú anh chị nhá. Đấy, có tất cả là bằng này lô thôi ạ. Kiểu đây ạ. Cô chú anh chị nào mà muốn lấy những cái cây giáng hương đuôi cáo hàng VIP cũng như hàng hoa phân nhánh của chú anh chị, chờ đợi giúp em một chút xíu. Em giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây đùi gà dẹt nhá cô chú anh chị nhá. Đùi gà tròn hay là đùi gà dẹt đều có một cái vẻ đẹp riêng, cái sắc hoa riêng. Gà dẹt hiện tại những cây đó đang nụ cô chú anh chị này. Có những cây đang nụ này cô chú anh chị và mầm gốc đang lên cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Thì ạ, mầm gốc đang bắt đầu lên, một cái chậu đùi gà dẹt như vậy khi mà nở hoa ấy cô chú anh chị có thể dễ dàng trưng trong phòng khách hay bàn làm việc luôn đấy ạ. Em bán một cái chậu đùi gà dẹt như vậy với giá chỉ 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái mã dendro lá biên cô chú anh chị ạ, một cái cây lan mà vừa phải nói là cái sắc vừa đẹp từ thân lá đến vừa đẹp đến cái bông hoa luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, những cái mặt và cái mặt bông vàng kim cương cô chú anh chị nhá, họng đen vàng kim cương.
và cái lá biên hàng chuẩn hoa như vậy. Đây là cái cây mà năm ngoái em cắt ki từ cái cây mà em đã bán đấy cô chú anh chị. Và để cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái chậu đen đô vàng kim cương hàng lá biên rất là đẹp như thế này, em đang bán một chậu hai thân như thế này là giá chỉ có 200.000 thôi cô chú anh chị nhé. Thân mầm hiện tại đang rất là cao rồi và kèm theo cả thân già rất là khỏe luôn ạ. Và sang bên này đây cũng là những cái mã màu dendro hàng cực kỳ là vip luôn. Hiện tại đang lên mầm gốc rất là nhiều, mỗi một chậu như thế này thì hiện tại cây đang nở hoa sum xuê như vậy cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu như thế này rơi ít nhất là 5 thân hoa với tác phẩm tuyệt vời như thế này em đang bán với giá là hôm nay em sẽ xin phép bán với giá là chỉ còn 180.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Nhanh tay sưu tầm một cây giống với cái mặt bông dendro, hoa tròn, cánh tròn và cái họng vàng bầu bĩnh rất là đẹp như thế này. Về cô chú anh chị vẫn còn thưởng thức hoa thoải mái, giá chỉ có 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Bình thường em đang để giá 200, hôm nay em để giá 180, cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa cũng như là lấy về làm giống. Và bên này đây thì em có những cái chậu dendro cũng rất là to đấy ạ. Thân cái mặt bông phải nói là siêu to khổng lồ luôn. Cô chú anh chị này, mặt bông siêu to khổng lồ luôn, rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Đấy ạ. Và cánh hoa dày cộp nên là cực kỳ là bền hoa luôn cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu lan dendro như vậy rơi ít nhất là 3 thân trở lên, em đang để giá có 90.000 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị. Đây một cái giò nhiều thân như vậy và cũng đang lên mầm và giá chỉ có 90.000 thôi. Cô chú anh chị có thể lấy về làm giống rất là tuyệt vời. Và sang bên này đây thì em cũng có những cây dendro hàng này mặt hoa sổ số. Với giá em đang bán là bao nhiêu nhỉ? 150 cho một giò cô chú anh chị nhé. 150 cho một giò đen đô xuân như vậy đấy ạ. Sum xuê luôn. Và sang bên này đây là hoàng thảo chuỗi ngọc này. Mặt bông cũng rất là xinh đẹp và cực kỳ là bền hoa. Đó, có mặt bông xinh đẹp và rất là bền hoa cô chú anh chị nhé. Một cái cây lan mà đẹp từ thân lá đến hoa luôn. Mầm gốc lên chi chít là mầm như này này. Với giá 150.000 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Và bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử này. Những cây địa lan quân tử nhé cô chú anh chị nhé. Với cây lan mà bản lá to như cái bàn tay luôn và hàng lá nhăn lá tròn rất là đẹp như vậy. Dạ, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cây rất nhiều cặp lá như này. Và một chậu địa lan quân tử như vậy em đang bán với giá chỉ có 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Riêng dòng này này cô chú anh chị đủ trưởng thành để có thể cho những bông hoa đẹp. Và ngoài ra thì những cây lan quân tử này mang ý nghĩa phong thủy mà mang một cái tác dụng thực sự rất là tuyệt vời, đó là có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí, hay là loại bỏ những chất ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi. Nên khi cô chú anh chị sở hữu những chậu địa lan quân tử như vậy này, vừa tạo không gian xanh mà mang những tác dụng cực kỳ là tuyệt vời đối với lại mọi thành viên, những người sống trong cái môi trường mà có cây quân tử này đấy ạ. Có 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này đây những cây lan hài ạ. Còn duy nhất một lô hài mốc hồng thôi cô chú anh chị nhé. Một lô hài mốc hồng duy nhất thôi ạ. Một lô hài mốc hồng duy nhất thôi cô chú anh chị này, rất là sum xuê luôn. Rất là sum xuê luôn cô chú anh chị, rất là nhiều, có thể lên đến cả tầm 100 cây luôn ạ. Bình thường người ta bán mỗi một cây là hơn 1.000 một cây đúng không ạ? Thì ở đây cả một cái lô hài mốc hồng này em đang để giá có 40.000 thôi, một lô duy nhất thôi cô chú anh chị nhá, 40.000. Và một lô hài ráp chỗ này cũng đủ cô chú anh chị là một giò đẹp. Em đang để cả lô hài ráp này với giá 20.000. Đó, mặt bông của hài mốc hồng cũng rất là tuyệt vời luôn đấy cô chú anh chị. Nói chung là phải nói là đẹp cái hài mốc hồng này cô chú anh chị. Cây bé nhỏ bông hoa to như cái chén mắt trâu luôn. Rất là tuyệt vời luôn cái cây hài mốc hồng của cô chú anh chị. 40.000 cô chú anh chị ghép mỏi tay. Sang bên này là cây lan hài, cũng là hài, em đã trồng thuần sẵn rồi. Chậu lan hài Cosi ạ. Hài Henry cô chú anh chị nhá. Đây mặt bông của dòng lan hài Henry này. Mang hình dáng chiếc hài màu hồng cực kỳ là xinh đẹp luôn. Sai bông một cách tự nhiên, cái lan hài Henry. Giá 100.000 cho một cái giò lan hài Henry này. Và bên này đây sẽ là những chậu lan hài Cosi. Cô chú anh chị nhìn cho em rất là đẹp mã đúng không ạ? Đang hứa hẹn chờ đợi cho một mùa hoa rất là tuyệt vời đây với giá 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. 110.000 cho một chậu lan hài như vậy. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan. Đây là những cái cây giả hạ oai đang lên mầm gốc này. Và cũng có những cái thân vẫn còn đang có nụ như vậy cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị hàng này chắc là hạ oai trắng rồi. Hạ oai trắng hay là trầm trắng gì đấy. Cây này này em đang bán với giá này một chậu như vậy. Hàng mầm và cũng vài có vài nụ thôi cô chú anh chị nhé. Với giá chỉ có 80.000 thôi cô chú anh chị ạ. 80.000 thôi. Và cô chú anh chị về có thể làm giống và thưởng thức những cái bông hoa còn sót lại ở đây cô chú anh chị nhé. Đang chuẩn bị lên ở đây. Và một cái chậu cây giống để cô chú anh chị mình chăm sóc cho mùa sau. Những cây lan vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị này, nụ cao vút luôn, cái vòi hoa của nó ấy. Cái vòi hoa của ấy, dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh này khi mà nó nở phải cao đến trên 1 mét cô chú anh chị nhé. Cái nụ hoa to đùng luôn ạ.
Và một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh mà đang có một vòi bông như thế này này, giá trên thị trường người ta bán trên 300 cô chú anh chị nhá. Thì bên em hiện tại đang để giá là 160.000 cho một cái chậu địa lan quân tự, một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh mà có một vòi bông ạ. Còn chậu có hai vòi bông ạ, em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị sẽ giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Giá là 180.000. Đó, thì cô chú anh chị mình mà muốn lấy chậu hai vòi bông hay là chậu một vòi bông, cô chú anh chị mình hãy báo em cô chú anh chị nhé. Giá trên thị trường không bao giờ có một cái chậu địa chậu hoàng hậu xanh cái vòi hoa cực kỳ là cao và đẹp như vậy mà một vòi chỉ có 160 đâu ạ cô chú anh chị. Cái vòi hoa của nó phải cao dài đến cả hơn 1 mét nhé. Bên này đây sẽ là cái chậu lan vũ nữ sô cô la baby hay còn là gọi là sakri baby, chậu lan mà rất là khỏe mà siêng hoa, trong hoa quanh năm, cực bền hoa nữa và vô cùng là thơm. Một cái chậu vũ nữ sô cô la baby như vậy em đang bán là 140.000 cho một giò thôi ạ. 140.000 cho một giò và ít nhất là 3 vòi bông cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa đẹp, cây giống rất là khỏe như thế này, cô chú anh chị thưởng thức hoa quanh năm, bởi vì cây này là nó cho hoa quanh năm chứ không phải là một mùa hoa đâu ạ. Dạ, sang bên này đây thì cô chú anh chị muốn săn những cái cây lan sơn thủy tiên, hàng đột biến, họng nâu đen, nâu đỏ với cái giá cực kỳ là rẻ. Thì cô chú anh chị hãy lựa chọn hàng buổi tối ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Cái hình này em gọi là hình số 53. Hình số 53 này với giá tiền chỉ có 190.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đây, em sẽ soi họng. Cô chú anh chị mình cùng xem và thơm ngát luôn. Bông hoa cực kỳ là thơm cô chú anh chị nhé. Dòng sơn thủy tiên, hàng họng nâu đen, nâu đỏ. Đấy, đây. Cả cái dề này với giá chỉ có 190.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 52. Em lại phải đi ngược tiếp rồi. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái mã này này, hoa của nó phải nói là đẹp một cách xuất sắc luôn ạ. Cái họng này có phần hơi đỏ này. Và cái dề này ạ, em xin phép được bán nó với giá là 330.000 nhé cô chú anh chị nhé. 330.000 cho dề này này. Và sang hình tiếp theo ạ, là hình số 51 ạ. 51 này. Hình 51 cũng vòi hoa sai chi chít luôn, đang lên mầm gốc nữa luôn cô chú anh chị này. Dề này xin phép được bán với giá là 240.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 50 nhé cô chú anh chị nhé. 50 là 3 dề thôi. Ba dề thôi ạ, ba nhánh ạ, rất là đẹp như vậy. Đó, nụ căng đét, hoa căng đét luôn như này. Với dề này em xin phép được bán với giá là 190.000 cho dề này thôi cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo ạ, là cái hình số 49 này, cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm những nhánh nhỏ đây. Cô chú anh chị hai vòi bông luôn ạ. Và cái dề này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho dề này nhé cô chú anh chị nhé. 170.000 cho hình 49 ạ. Và hình 48 này cô chú anh chị, hình 48. Cái chỗ này em đã kiểm tra nụ rồi, chỗ này là hai dề nhá cô chú anh chị nhá. Em đã bóc và kiểm tra nụ hết rồi, cũng là hàng họng nâu đen nâu đỏ hết ạ. Và hai cái dề này em xin phép được bán nó với giá cũng là 180.000 luôn ạ. 180.000 luôn cho hai dề này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 47. Hình 47 ạ. Đây. Hình 47 cô chú anh chị cùng xem họng cho em. Hình 47 này em xin phép cũng được bán với giá là 180.000 này. Và hình tiếp theo sẽ là hình 46 nhá. Hình 46 ạ, cái dề này em bán với giá là 200.000 ạ. Nguyên một cái dề như vậy với giá 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 45. Dề này thì đang nụ, nhưng em đã bóc kiểm tra rồi. Tại vì là nụ nó lớn rồi nên em đã bóc kiểm tra nụ của nó chuẩn đen nhé, cô chú anh chị nhé. Hình này em xin phép được bán với giá là 190.000 này. Hàng này toàn đang nụ thôi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 44 nhé, cô chú anh chị nhé. 44 chỗ này 2 dề, cô chú anh chị ạ. 2 dề ạ. Dạ, cái họng của nó này. Đó, bông hoa rất là to luôn. Và hai dề này em xin phép được bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Hai dề này em xin phép được bán với giá là 200. Về cô chú anh chị có thể chia cho bạn bè bớt cũng được này. Em xin phép bán cái dề hai dề này với giá là 250.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 43 nhé cô chú anh chị nhé. 43. Hình 43 đây ạ. Và cô chú anh chị xem họng cho em này. Đó. Hoa thơm nức mũi luôn. Dề số 43 này xin phép được bán với giá là 270.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình 42 này. 42 chỗ này 2 dề. 2 dề 42 này em xin phép được bán với giá là 180.000 2 dề này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 41 ạ.
41, cái dề rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Dề rất là đẹp luôn. Dề này xin phép bán 280.000. Và sang bên này đây sẽ là dề số 40. Cái dề thân mập nú, căng mướt luôn cô chú anh chị ạ. Căng mướt luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đây này, cái bông hoa to đùng luôn ạ. Họng đỏ đẹp xuất sắc như thế này. Đây, cô chú anh chị nhìn cho em. Váy dề này xin phép được bán với giá là 480.000 cho dề này nhá. 490.000 cho dề này đi. 490.000 ạ. Và sang hình tiếp theo, một cái dề phải nói là siêu đẹp mộng mơ luôn. Hình 39 ạ. 39 quá đẹp cô chú anh chị này. Đó, trời ơi, hàng này mà nở hoa tại cô chú anh chị mà lên giò nở hoa tại tại giò cô chú anh chị thì có phải là một cái siêu phẩm tuyệt vời đúng không ạ? Dề này, cái dề này em xin phép được bán nó với giá là bao nhiêu ạ? 680.000 cho dề này nhá cô chú anh chị nhá. Một cái giò lan phi điệp vàng ạ. Cái giò phi điệp vàng này xin phép được bán với giá là 130.000 cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm, đang chuẩn bị đến mùa tháng 8 rồi, hiện tại đang tháng 4 rồi. À, chuẩn bị cho mùa tháng 8, đây. Bên này đây thì em đang có cây, những cái cây lan bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Đó là những cây gì nhỉ? Cắt le, dòng lan cắt một lá bông đại. Mà bông nào thì cũng cực kỳ là xuất sắc luôn. Mà chậu như vậy em đang bán chỉ có 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. 80.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây thì những cái em còn vài chậu đùi gà trắng thôi. Cái dòng hàng đột biến ạ. Trước đây em mua một cái chậu thân đùi gà trắng với giá không rẻ hơn dưới 200 cô chú anh chị nhá. Giá một thân gà trắng mà trước đây em mua là 200.000. Thì sau rất là nhiều năm thì hiện tại em đã nhân được rất là nhiều cây giống cô chú anh chị ạ. Bởi vì là những cái chậu gà trắng ấy, cây này nó đẻ mầm, lên mầm cực kỳ là khỏe. Và ngoài ra nó nhân ki, ki từ trên thân này, quan trọng là ki trên thân này mọc rất là ác. Chính vì vậy mà em có thể nhân được rất là nhiều giống trong cái thời gian nó không gọi là quá nhiều năm cô chú anh chị nhé. Nên là mỗi một năm thì em đều có những cây gà như vậy để em giao lưu cùng cô chú anh chị. Và cái mã gà tròn này với vẻ đẹp trắng tinh khôi thì nó còn mang một cái hương phải nói là vô cùng là xuất sắc cô chú anh chị ạ. Mang một cái hương thơm phải nói là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. So với gà bình thường, cây này nó thơm hơn, cái mùi hương thơm rất là thơm mà lại không thơm hắc mà lại thơm rất là nhẹ nhàng. Đó, thì ở đây cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cái chậu gà trắng với giá cực kỳ là rẻ. Chậu 38 chú anh chị nhá. Chậu 38 với giá chỉ 140.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, và chậu tiếp theo sẽ là chậu 37 này. Riêng chậu này cô chú anh chị chỉ cần 1-2 năm thôi là có tác phẩm đẹp rồi. Chậu 37 xin phép em bán với giá 150.000 cho chậu này. Chậu 36 hôm nay em còn vài chậu thôi nhá, 150.000. Và chậu số 35 ạ, 160.000. Và chậu số 34, chậu số 34 với giá em cũng bán là 150.000. Và chậu số 33 với giá là 160.000. Đấy, em còn đúng bằng này chậu gà trắng thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì nhanh tay, không thì cô chú anh chị chờ cho em nhân giống tiếp ở mùa năm sau nhé cô chú anh chị nhá. Nhân giống tiếp mùa năm sau để sưu tầm. Đó, và giá thì em nghĩ rằng là không đâu có cái giá nó đẹp như thế này ạ. Và sang bên này đây thì em đang có những cây giáng hương đuôi cáo này. Cô chú anh chị mình cùng ngắm và lựa chọn cô chú anh chị nhé. Ngắm và lựa chọn đầu tiên sẽ là một cái hình giáng hương đuôi cáo hàng hoa phân nhánh. Hàng hoa phân nhánh này, cây này là một mẹ với cả 4-3 con nhé cô chú anh chị nhé. Một mẹ 4 con cô chú anh chị ạ. Mà đây này, cây này năm ngoái hoa phân nhánh rất là rõ luôn. Một cái kiểu dạng hoa đột biến của dòng giáng hương đuôi cáo. 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá cô chú anh chị nhé. Mà không bỏ lá chân ạ. Rất là đẹp như thế này này. Và cây này xin phép em bán là 300.000, gọi là cái hình 17 cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 18. Hình 18 này thì cây này là em thấy là năm trước hoa cũng phân nhánh nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, cái ngồng, cái ngách này chính là cái ngách phân nhánh của nó này. Mỗi cây rất là to ở đây, hoa phân nhánh. Và một mẹ 3 con luôn ý, cây này một mẹ 3 con luôn ý cô chú anh chị. Và hiện tại thì cây cũng đang nụ rồi cô chú anh chị nhé. Cây đang nụ rất là đẹp rồi. Đấy ạ, tất cả những cây này đang nụ cực kỳ là đẹp. Và cái hình cáo hoa phân nhánh và có 3 cây xếp rất là đẹp như vậy, xin phép em bán là hình này 300.000 nhá cô chú anh chị nhá. 300.000 cho cả hình này á cô chú anh chị. Và sang bên này đây là một cái hình cáo phải nói là cực kỳ là vip luôn cô chú anh chị này. Một cái mã cáo, một cây cáo một mẹ 2 con cực kỳ là đẹp ạ. Hai ngồng hoa nhá cô chú anh chị nhá. Thời điểm hiện bây giờ hai ngồng hoa. Mà cây này thì một mẹ 2 con, hàng lá xếp thế rất là đẹp luôn. Và bên này là một cây
Một mẹ cũng hai con nữa. Đó, hai cặp đôi một mẹ hai con rất là đẹp như vậy. Xin phép em bán cả cặp đôi này với giá là 280.000 cô chú anh chị nhé. 280.000 cho cái hình này đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20 ạ. Hình số 20. Hình số 20 là một cây mẹ với cả bốn cây con. Và thêm một cây rời bên này nữa. Cô chú anh chị nhìn thấy là nụ cực kỳ là đẹp rồi. Và cái hình này em xin phép được bán nó với giá chỉ có 220.000 thôi cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là VIP luôn. Đó, và sang hình tiếp theo sẽ là hình 21 ạ. Hình 21 này, nụ xanh biếc luôn, toàn là dề mẹ con thôi. Một dề một mẹ hai con này, một dề một mẹ ba con này, một dề một mẹ ba con này, hai dề cô chú anh chị nhé. Và cả hai cây mẹ thì đều đang nụ hết đấy ạ. Đây, như cây mẹ này là hai nụ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây, cây mẹ bên này là một nụ này. Cây mẹ bên này một, cây mẹ bên này cũng hai nụ chứ cô chú anh chị, mỗi cây đều hai nụ hết. Đó, một cái cặp đôi hai dề mẹ con rất là đẹp như thế này. Xin phép em bán 220.000 cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 22 ạ. Số 22. Nè, dề một mẹ này, hai con này. Nụ rất là đẹp luôn này, cây này cũng thế này cô chú anh chị này. Đó. Nụ rất là đẹp luôn. Và dề này ạ, cô chú anh chị nhìn cho em sum xuê chưa ạ? Cực kỳ là sum xuê và đẹp như vậy. Dề này em xin phép được bán với giá là 240.000 nhá. Ngoài ra thì em còn có cả những cái chậu dáng hương đuôi cáo đã thuần, cô chú anh chị mình có thể lựa chọn. Chậu dáng hương đuôi cáo này em gọi là cái hình số 23 này. Cái chậu cáo thuần và thân to mập, lá xếp đẹp, cũng xếp rất là đẹp nhá. Cái chậu cáo này em xin phép được bán với giá là 220.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình 24. Chậu này em bán với giá là, cây này đang nhú nụ rồi này cô chú anh chị này. Đó, thân hàng là xếp rất là đẹp luôn. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho chậu này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu số 25. Chậu này em bán với giá là 170.000. Và chậu tiếp theo là chậu 26. Chậu 26 ạ, chậu này em xin phép được bán chậu này với giá là 180.000 này. Và chậu số 27 nhá, 160.000 cho chậu 27 này. Và bên này là một trụ này. Cái trụ này em xin phép bán 100.000. Cây này thì ít cây cáo nhá, và có cả cái cây ngô đồng nữa. Chậu này em bán 140.000 là chậu 29, 140.000. Và chậu 30. Chậu 30 này cũng có cây đang nụ này cô chú anh chị này. Một cái cây lỗi ngọn. Chậu này em bán với giá cũng 140.000 luôn. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 31 ạ. Chậu 31 đây cô chú anh chị. Chậu 31 này em bán với giá là 210.000 cô chú anh chị nhá. Nụ đang lên rồi. Nụ đang lên rất là đẹp rồi. Có nụ đang lên rất là đẹp rồi. Và chậu bên này sẽ là chậu 32. Chậu 32 này em bán với giá là 210.000 này cô chú anh chị này. 210.000 cũng rất là đẹp luôn ạ. Cây nhạn An Ba nhá, cái dòng lan hoàng nhạn va, hoa vàng lưỡi trắng ạ, rất là đẹp luôn như thế này. Cây nhiều cặp lá, hàng thuần sẵn trong chậu gỗ như vậy. Giá chỉ 110.000 cho một chậu thôi, hoa cực kỳ đẹp luôn. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món mật ong khoái nhá cô chú anh chị nhá. Ở đây em còn có một cái lô kim điệp nhựa chứ. Lô kim điệp nhựa hay còn gọi là lô kim điệp xuân duy nhất đấy cô chú anh chị. 45.000 cho cả cái lô này. Đó, xanh biếc những dề rất là vừa tầm ghép xinh như vậy. Hai cái lô đai châu mỗi một lô này 80.000 cho một lô cô chú anh chị. 80.000 cho một cái lô đai châu này. Hiện tại đai châu đang bắt đầu ra rễ mới này. Mật ong khoái nhá cô chú anh chị nhá. Mật ong khoái ạ. Đảm bảo mật ong cực kỳ là xịn và thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn cô chú anh chị nhá. Trong vắt hàng nguyên tổ. Nguyên tổ như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Về cô chú anh chị mình tự vắt ạ. Nhìn cái chất lượng mật ong, nhìn cái mật ong của cô chú anh chị rất là ngon. Hàng này thì em bán với giá là 220.000 cho 1kg cả sáp nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì rất nhiều chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1kg. Rêu rừng 50.000 cho 1kg, rêu rừng cực đẹp luôn và dớn vụn 40.000 cho 1kg ạ. Dớn vụn nhé và dớn bảng thì em đang có bảng kích cỡ là 10, 20, 30. Với giá sẽ là 18.000. À đâu, với giá là 18.000 đúng rồi. Kích cỡ là 30, 40. À đâu, kích cỡ là 18, 40 với giá 22.000. Duy xanh 50.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Atodic 12.000 cho một gói nhá. Và xúc tai hormone tăng trưởng 5.000 cho một lọ. B1 Thái 4.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây. B1 Thái đây 4.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền Gia Mỹ Tiến 40.000.
và liền da sẹo đen sẽ là 50.000, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậu có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 và cắt tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Kim Kim Bôn cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi, phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu độ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 thì sản phẩm cực hoàn hảo. Phân dê đã qua xử lý và đảm bảo an toàn, cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là dài, cái phân dê này này nó tan rất là chậm và giá trị dinh dưỡng rất là cao, cung cấp giá trị dinh dưỡng lâu dài với giá chỉ có 18.000 một kg. Này em có sản phẩm tinh dầu hồi với giá 40.000 trong một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt cô chú ý chị nhé. Hoàn toàn chiết xuất từ những cái hoa hồi tự nhiên và cực kỳ là lành tính ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú ý chị tất cả những mặt hàng mà hiện tại bên em đang có đấy ạ. Và cảm ơn cô chú ý chị đã theo dõi nhé. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.